Một thợ xây đóng chiếc đinh cuối cùng vào bức tường của căn phòng mà anh ta đang làm. Anh ấy đứng lên và nhìn ngắm thành quả của mình. Đây sẽ là một khách sạn tuyệt đẹp vào một ngày không xa. Một thành công không chỉ cho anh ấy mà cho cả đất nước. Và anh ấy tự hào rằng anh ấy đã đóng góp một phần nhỏ trong quá trình xây dựng nó. Anh ấy bắt đầu thu dọn dụng cụ của mình, còn rất nhiều phòng cần làm. Đó là một công trình khổng lồ mà cuối cùng sẽ chứa hàng nghìn người. Thật là một kỳ quan hiện đại. Khi cất dụng cụ xong, anh nhận ra điều gì đó. Qua khung cửa, anh thấy có người đi qua hành lang. Bình thường anh ấy sẽ không nghĩ gì về điều đó. Có rất nhiều người khách đang làm việc ở tầng này của khách sạn. Nhưng có điều gì đó về người phụ nữ này. Có lẽ nào? Không, không thể. Anh ấy lấy ví và mở nó ra. Bên trong là một bức ảnh đã mờ của người công nhân xây dựng khi anh ta vẫn còn là một thanh niên trẻ, chắc chỉ vừa mới qua tuổi dậy thì. Đứng cạnh anh trong bức tranh là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng biết. Cô ấy là người bạn thực sự đầu tiên của anh, người bạn tốt nhất của anh, và anh luôn hy vọng rằng họ sẽ có thể đi xa hơn thế nữa. Họ lớn lên cùng nhau trải qua nhiều thứ, nhưng cuối cùng họ lại bị chia cắt và mất liên lạc. Anh không bao giờ có thể tìm thấy cô ấy nữa, nhưng hình ảnh trong ví cho thấy anh không ngừng nghĩ về cô. Thật sự có phải cô ấy không nhỉ? Anh ta chạy vào hành lang và gọi lớn. Người phụ nữ dừng lại ở cuối hành lang và quay lại. Cô ấy đang bê một chồng hộp cao chắn ngang mặt. Cô ấy đặt chúng xuống và anh ấy thấy đó thực sự là cô ấy. Họ chạy về phía nhau, cười như những đứa trẻ, như cách họ vẫn cười, và ôm nhau ngay giữa hành lang. Anh ấy hầu như không thể tin được. Đã nhiều năm qua, anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô. Đã bao lâu rồi nhỉ? Quá lâu rồi. Cô ấy nói với anh. Anh ấy không thể tin được. Cô ấy hầu như rất ít thay đổi. Những năm tháng qua hầu như không ảnh hưởng gì đến cô. Cô ấy vẫn đáng yêu và xinh đẹp như lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy. Anh ấy hỏi cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đã kết hôn chưa? Cô ấy nói với anh ấy là chưa. Và sau khi họ mất liên lạc, cô ấy dường như chỉ muốn tìm kiếm anh ấy. Chờ đợi một ngày cô ngẫu nhiên nhìn thấy anh ấy đi ngang trên phố để họ có thể gặp lại. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện họ làm việc ở cùng một nơi và vào cùng một thời điểm. Anh cũng không thể tin được. Cả hai bắt đầu hỏi nhau điều gì đó cùng một lúc, nhưng sau đó dừng lại và cười vì chen nhau nói. Cậu nói trước đi, anh nói với cô. Không, cậu nói trước đi. Cô ấy đáp lại bằng một tiếng cười. Ngay sau đó cả hai đi bị cắt ngang bởi tiếng còi. Công việc trong ngày đã hoàn thành. Đó là tín hiệu để thu dọn đồ đạc và về nhà. Anh thợ xây bảo cô ấy đợi ở đó. Anh đi lấy đồ nghề rồi hai người cùng nhau xuống dưới. Nhưng khi anh quay đi, cô ấy đưa tay ra và nắm lấy tay anh. Chờ đã, cô nói với anh. Anh dừng lại và quay lại với cô. Không sao đâu, anh ấy nói với cô ấy. Tớ sẽ quay lại ngay. Nhưng cô dường như không muốn buông tay. Khoan đã, cô nói với anh ta. Tớ chỉ muốn cậu ở lại với tớ. Anh ta nhìn xuống bàn tay của mình. Cô siết chặt anh đến mức anh bắt đầu hơi đau. Thật mà, chỉ chờ một chút thôi, anh nói với cô. Sau đó chúng ta có thể đi đâu đó và trò chuyện. Nhưng cô ấy vẫn không buông tay anh. Tớ cần cậu, cô ấy nói với anh. Cô bước lại gần anh, áp sát cơ thể mình vào anh. Cô nhắm mắt và mở miệng. Anh cũng đang làm như vậy. Tớ luôn cần cậu, cô ấy nói khi miệng của họ sắp chạm vào nhau. Tớ cần cậu mãi mãi, anh thật say hét lên khi những sợi xúc tu nhỏ xuất hiện từ cơ thể của người phụ nữ và đâm vào da thịt của anh. Anh mở mắt và chứng kiến cô gái mà anh từng biết đang biến thành một khối thịt quằn quại, đang vươn về phía của anh. Một phần phụ dài giống như cái xúc tu quấn lấy chân anh trước khi vươn lên quấn quanh cơ thể anh. Một chiếc xúc tu thứ hai quấn quanh đầu, ngăn tiếng hét của anh và sau đó kéo lìa đầu ra khỏi cơ thể. Bắc Triều Tiên, một quốc gia đầy bí ẩn, nơi mà chính phủ, văn hóa và cuộc sống hàng ngày hoàn toàn là điều bí ẩn đối với nhiều người nước ngoài. Nhưng có một bí mật khác bên trong. Một bí mật mà ngay cả tổ chức SCP cũng đang cố gắng tìm hiểu thêm. Một bí mật được đặt tên là SCP-031. SCP-031 là một sinh vật khổng lồ, ước tính nặng khoảng 7.500 kg. Hiện có thể được tìm thấy ở một địa điểm rất đáng ngạc nhiên. Khách sạn Ryugyeong nằm ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sinh vật khổng lồ sống trong hệ thống ống dẫn và hệ thống bảo trì của tòa nhà, nơi nó đã lan rộng đến tất cả 105 tầng của khách sạn. Mỗi xúc tu trong số rất nhiều xúc tu của nó có một phần đỉnh như bào tử, có chiều dài khoảng 2 mét và được bao phủ trong thứ giống như lông mao. Các đối tượng đã báo cáo rằng khi có sự hiện diện của những bào tử này, họ không nhìn thấy chúng như một khối vật chất hữu cơ quằn quại, mà lại nhìn thấy một người quen của họ trong quá khứ.
thường là một người đối với họ mà họ có tình cảm gắn bó. Khi ở trong hình dạng này, dị thường sẽ cố gắng thuyết phục đối tượng ở lại với nó trong một khoảng thời gian dài nhất có thể. Sau đó, dị thường sẽ cố gắng tiếp xúc vật lý với đối tượng và nếu thành công, các bộ phận giống như lông mao của nó sẽ bắt đầu bơm dịch tiêu hóa trực tiếp vào đối tượng. Điều này sẽ dẫn đến việc bắt đầu một quá trình mà cuối cùng sẽ khiến thịt của họ bị phân hủy, tiêu hóa và sau đó được kết hợp vào khối cơ thể của SCP-031. Thật không may cho nạn nhân, quá trình khủng khiếp này không giết chết họ. Cùng lúc chúng tiêu hóa, một phần phụ giống như xúc tu sẽ trồi ra khỏi sinh vật và quấn quanh đầu của đối tượng. Xúc tu này có một tập hợp các xúc tu nhỏ để xâm nhập vào khoang sọ và thay thế các mạch máu não của nạn nhân, có tác dụng giữ cho não sống và hoạt động. Đầu sau đó được giật ra khỏi cơ thể và não được vận chuyển đến khu vực trung tâm của SCP-031, nơi nó cũng được kết hợp vào sinh vật. Các nhà nghiên cứu của tổ chức ước tính rằng cơ thể của SCP-031 chứa hàng nghìn bộ não như vậy và có vẻ như những bộ não đó vẫn còn sống và có ý thức. Tổ chức lần đầu tiên biết đến SCP-031 vào năm 1948 sau báo cáo về hoạt động của cảnh sát ở Triều Tiên tại một địa điểm mà nhiều công dân đã tập trung gần một trại tị nạn. Những người tụ tập đang tuyên bố tình yêu của họ dành cho một nhà lãnh đạo mà họ gọi là người người tôn kính. Những người dân thường có thể được bình tĩnh đi lại thông qua việc sử dụng thuốc an thần và thuốc xóa trí nhớ dựa trên khí gas. Bởi lực lượng đặc nhiệm cơ động Psi-7, những người này sau đó đã thu hồi một khối vật chất mà sau đó được gọi là SCP-031 và bảo quản nó trong một địa điểm quản thúc tại địa phương. Sinh vật SCP-031 lúc này chỉ nặng 75kg và vẫn có hình dáng kiểu con người. Nó dường như không thể kết hợp vật chất khác vào cơ thể của nó vào thời điểm này, cũng như không thể biến thành hình dạng của người khác. Với đặc tính dị thường duy nhất của nó, dường như là khả năng tạo ra tình cảm mãnh liệt của con người với nó. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950 đã dẫn đến việc phá hủy địa điểm của tổ chức và tất cả các sinh vật dị thường ở đó đều trốn thoát. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1953, tất cả các dị thường đã thoát ra đều được xác định. Tất cả, ngoại trừ SCP-031, nó được xếp vào loại đã chết. Người ta không quan tâm nhiều đến nó cho đến năm 1992, khi tổ chức SCP bắt gặp các báo cáo mô tả những trường hợp tử vong liên quan đến các công nhân tại khách sạn Ryugyong. Một lực lượng đặc nhiệm cơ động đã được cử đến khách sạn để điều tra thêm, nhưng sau khi không có thành viên nào trở về từ nhiệm vụ, khách sạn đã bị khóa cửa và mọi hoạt động xây dựng bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Đến năm 2008, việc dị thường ngày càng xâm nhập vào khách sạn đã dẫn đến việc các quan chức cho xây dựng lại để hoàn thiện mặt ngoài của tòa nhà và hy vọng che giấu sự hiện diện của SCP-031 bên trong. Điều này lại dẫn đến cái chết của nhiều công nhân hơn nữa. Người ta ước tính rằng vào thời kỳ cao điểm nhất, hơn 75% trong số 3.000 phòng của khách sạn đã bị ảnh hưởng bởi SCP-031. Nhưng những nỗ lực cải tạo đã có thể làm giảm đáng kể con số đó. Súng phun lửa có thể tiêu diệt các xúc tu của SCP-031, cũng như bất kỳ nhân viên nào đã bị biến thành một phần của SCP-031. Các nỗ lực cải tạo đang diễn ra và các quan chức địa phương tiếp tục làm việc với tổ chức SCP để tạo điều kiện cho việc ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa toàn bộ thực thể. Nhưng có một điều kỳ lạ nữa trong câu chuyện này. Các chuyên gia về SCP có thể nhận thấy những điểm tương đồng của 031 với SCP-1427, một phiến đồng Bedelin lớn với các khả năng thay đổi tâm trí cũng nằm trong khách sạn Ryugyong. Làm thế nào mà hai dị thường, cả hai được tác động mạnh đến não người, lại nằm trong cùng một vị trí? Một số manh mối tồn tại dưới dạng một chuỗi thông tin liên lạc bí mật giữa hai thành viên cấp cao của tổ chức. Hai người thảo luận về sự khác biệt tồn tại khi có hồ sơ về hai dị thường tồn tại ở cùng một nơi. Không có dị thường nào ảnh hưởng đến dị thường kia. Nó dẫn đến một nghịch lý kỳ lạ. Khi đúng ra dị thường này tồn tại, thì dị thường kia không thể tồn tại. Tuy nhiên, cả hai đều tồn tại. Các đội được cử đến để điều tra SCP-1427 sẽ tìm thấy SCP-1427 và các đội được cử đến để điều tra SCP-031 sẽ tìm thấy SCP-031. Đội đầu tiên sẽ không có ký ức về việc nhìn thấy SCP-031 và ngược lại. Khi các đội được gửi cùng lúc, họ không thể tìm thấy nhau. Như thế họ đang tồn tại trong các chiều không gian song song. Mỗi đội có biên bản riêng của khách sạn Ryugyong chứa một SCP dị thường riêng. Có tồn tại cả hai dị thường không? Hay cả hai đều không tồn tại và cả hai SCP trên thực tế là kết quả của một dị thường thứ ba vẫn chưa được biết đến? Câu trả lời cho câu hỏi đó vẫn chưa được biết. Ít nhất là đối với hai nhân viên cấp cao đang trao đổi về các hồ sơ mâu thuẫn. Cả hai đều đã được miễn nhiễm trong những tình huống khá đáng ngờ. Và hiện tại, cả hai hồ sơ đều vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ sở dữ liệu, giống như cả hai dị thường dường như cùng tồn tại trong khách sạn Ryugyong. Hiện tại, dị thường thuộc lớp Euclid này vẫn tiếp tục được ngăn chặn tốt nhất có thể trong các ống dẫn và hệ thống bảo trì của trung tâm khách sạn. Ba ngọn tháp phụ, mỗi ngọn chứa một hệ thống hạn chế lưỡi kiếm Thai 9, tập trung một trường năng lượng gây rối loạn về phía ngọn tháp trung tâm.
Hệ thống này ngăn chặn năng lượng tâm linh của SCP-001 thoát ra khỏi cấu trúc và ảnh hưởng đến bất kỳ nhân viên nào bên ngoài cơ sở. Khi các đội của Triều Tiên tiếp tục đẩy lùi các xúc tu đang lan rộng và hy vọng một ngày nào đó, cuối cùng họ không có thể mở cửa khách sạn. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như Game Show Tử Thần, SCP-024 và một địa điểm dị thường khác vừa lạ vừa rất nguy hiểm. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.